Mạnh Yến xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Mạnh Yến sẽ phân tích sâu sắc nhất về chiếc sào cạc V11, chiếc sào cạc 2019 các bác nhé. Phiên hệ gọi là cải tiến của chiếc sào cạc mà V8, V9, V10. Mình dự đoán tương lai là con sào cạc V11 này nó sẽ đứng vững trong thị trường với cái mức giá rất là ok. 990.000 một chiếc sào cạc đầy đủ trọn bộ, với BM900 là 1.550.000. Bây giờ mình sẽ nói sâu về con sào cạc này nha các bác nhé. Thì nó hay hơn ở V9, V8, V10 là nó có một cái hiệu ứng âm thanh rất là đặc biệt. Đây, các bác để ý giúp em. Khi đây ở đây, tất cả loại sào cạc này nó có hiệu ứng âm thanh này. Đây, piano này, các bác nghe thử này. Đây, em sẽ thử với các bác nhé. Này, nó sẽ có cái hiệu ứng về âm thanh, về nhạc cụ đây các bác ạ. Về nhạc cụ, piano này, guitar này, em quay sát vào đây này. Đấy, piano này, guitar này, đường zoom này, saxophone này, kèn sa K6 nhị này, chống có nhé. Bây giờ em thử piano này. Đây, mi, fa, son, la, si, do, đô, re, mi, fa, son, 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 do, son, 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 do, re. Đấy, ví dụ như thế. Tiếp theo tiếng guitar các bác này. Những ai mà đam mê âm nhạc dùng con này rất là phê. Bởi vì sao? Nó có hiệu ứng của nhạc cụ. Các bác có thể ngồi nghỉ và các bác đánh đàn theo cảm hứng của mình, vừa live stream, vừa cảm hứng vừa live stream được các bác ạ. Đây, saxophone này. Ai? Trống chiếc các kiểu. Đây, âm lượng của nó có thể to tăng giảm thoải mái các bác nhé. Đây, tăng âm lượng ở cái dàn nhạc cụ này các bác. Đi theo mình chỉnh ví dụ như này. Đấy, tăng lên. Đây, tiếng kèn tiếng sáo. Đấy. Đây. Đấy, ai có thể đánh nhạc cụ luôn ở chiếc sào cạc này, mình có thể đánh nhạc cụ được các bác nhé. Mình đánh nhạc cụ mình chơi được đấy, thấy không ạ? Rồi đấy, tiếp theo là piano. Bình thường thì em hay nghịch piano lắm. Đấy. Tại vì ngày xưa nghèo có đàn mua piano mà bây giờ chỉ biết đánh đàn bà nó quen, là bây giờ thanh đàn nó khó nên là mình phải tập các bác ạ. Đấy. Đấy, thấy không ạ? Đây là cái chữ nút mode này thì của nó này. Thì các bác ấn vào đây nó phát hiện nhạc này. Đây. Đây. Đấy. Có nghĩa hiểu là đệm mô đen này, đổi tông ấn vào đây này. Đấy, ví dụ mình đánh đàn theo. Đấy, ví dụ là cái mô đen này nó có hiện ra một cái tông nhạc thì mình sẽ đánh đàn theo nhé. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, tiếp theo là hàng trên này, kiểu ngâm thanh này, KTV là hát hay nhất này. Đấy. Alo 67 1 2 3 4. Chàng đây đại biểu. Ok. Ok. Thì các bác thấy không ạ? Hiệu ứng âm thanh rộng. Alo 67 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bác thấy không ạ? Đấy, cái này thì âm lượng bass room mic này. Alo 67 1 2. Đây, bass room mic của nhạc rồi. Đấy, thì chọn bộ cái đầu sao cạc này, em thấy đánh giá qua là phân tích chất lượng âm thanh tuyệt vời. V8, V9, V10 là không có cửa so với đó các bác nhé. Những ai mua hàng, đấy, này tắt cái nhạc này đi. Những ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Cực kỳ hay luôn, nếu mà ai dùng mê nhạc cụ mà để chơi con sao nhạc V11 này thì quá là đẳng cấp. Đấy, các bác thấy không ạ? Chỉ với 990.000 đồng thôi một chiếc sao cạc, các bác có thể làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc rồi. Có thể chơi nhạc cụ hòa thích, đấy, hát hò thoải mái. Cổng auditor làm như kiểu là dàn một dàn mixer cùng cực đại luôn các bác nhé. Đấy, chọn bộ này bên em đang bán với giá là 1.550.000, gồm mỗi mic BM900 này, tai nghe Sony để kiểm âm này, đấy, chân kẹp điện thoại này, đấy, tặng kèm các bác màng lọc âm và chân kẹp bàn đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, các bác chỉ cần mua được con điện thoại này cứ bác thôi, đấy, nhạc là ok rồi. Đấy, ví dụ em dùng một con iPhone 6 từ đời xưa rồi, đấy, không thì dùng Samsung bình thường được. Đấy, mình bật lên mình làm một tí âm nhạc là nó rực rỡ ngay. Đấy, mình hát lên là